Việt Nam và Trung Quốc hôm 5 tháng 9 tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chiến lược toàn diện khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón ông Lưu Kiến Siêu, trưởng Ban liên lạc đối ngoại Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hà Nội. Chuyến thăm của ông Siêu diễn ra trước chuyến thăm đã được lên lịch của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối tuần này. Khi đó, việc Mỹ được cho là sẽ nâng cấp mối quan hệ lên tầm đối tác mà Hà Nội đang có với Bắc Kinh. Hà Nội và Bắc Kinh đang kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mức quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam với các đối tác nước ngoài. Việt Nam được xem là phải luôn dè chừng trước các phản ứng của Trung Quốc khi quan hệ với Mỹ. Các lãnh đạo của Việt Nam thường tiếp đón các quan chức Trung Quốc trước khi đón đối tác Hoa Kỳ hoặc đi thăm Bắc Kinh trước khi công du tới Washington. Tổng thống Biden dự kiến sẽ tới thăm Việt Nam lần đầu tiên với tư cách người đứng đầu nước Mỹ từ ngày 10 tới 11 tháng 9. Báo chí quốc tế dẫn lời quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden và nguồn tin từ Hà Nội biết rõ vấn đề cho biết, việc Mỹ sẽ nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm này, dù chưa có tuyên bố chính thức từ cả hai phía. Trung Quốc hôm 5 tháng 9 kêu gọi Mỹ không nhắm vào bên thứ ba khi hợp tác với các quốc gia ở châu Á. Tại Hà Nội, khi gặp mặt ông Trọng hôm 5 tháng 9, ông Siêu được báo nhà nước trích lời, bày tỏ tin tưởng về tương lai phát triển tươi sáng của quan hệ hai đảng Trung Quốc và Việt Nam, cũng như cho biết các cơ quan của Trung Quốc đã xây dựng kế hoạch tổng thể để đưa quan hệ hai đảng, hai nước bước lên tầm cao mới.